Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giái Heo Hơi hôm nay Và nếu anh chị mới ghé kênh à cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video Ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giái Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Heo Hơi ngày 15 tháng 2 năm 2022 Quý vị và các bạn thân mến, dù giá thức ăn chăn nuôi đã đồng loạt tăng nhưng giá hơi khó có thể tăng trong những ngày tới khi mà nhiều vùng chăn nuôi đang chịu áp lực rất lớn của dịch tả lợn châu Phi. Cho dù từ ngày 14 tháng 2, các trường học trên cả nước đã mở cửa trở lại, nhu cầu tiêu dùng thịt heo được dự báo sẽ tăng khi các bếp ăn tập thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, những diễn biến từ thị trường cho thấy đà tăng khó có thể phục hồi ngay. Chu kỳ sau khi dịp nghỉ tết nguyên đán, giao dịch heo khá chậm do tiêu thụ chậm bởi lương thực tích trữ của người dân trong dịp Tết vẫn còn. Nhiều khu vực tại miền Bắc, những ngày qua khi nhận lượng heo bán ra trên thị trường đã tăng đáng kể. Một số đầu mối chăn nuôi cho rằng dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực khiến cho tình trạng bán chạy, bán tháo heo khiến cho giá hơi có xu hướng giảm nhẹ. Nếu trong những ngày tới, dịch bệnh còn có những diễn biến tiêu cực, giá heo hơi rất có thể có nguy cơ tiếp tục giảm. Cũng theo ghi nhận trong ngày hôm nay, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, lượng heo về chợ khoảng 2.000 con trên một ngày. Lượng heo không nhiều nhưng khách tới giao dịch cũng khá ít. Nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay bán ra ở mức khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg, khiến cho giá hơi ở chợ cũng không cao. Giá heo hơi giao dịch tại chợ trong ngày hôm nay phổ biến 55 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg đối với heo chọn loại 1. Còn đối với phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, như khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mức giá 58.000 đồng trên 1 kg giờ chỉ còn ở một số khu vực của Quảng Ninh và Hải Phòng. Các địa phương khác hầu như là không còn như là Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương hay là đối với Nam Định và Ninh Bình trong ngày hôm nay, cao nhất cũng chỉ đạt 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc còn có mức giá thấp hơn, chỉ dao động trong khoảng 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, theo ghi nhận ở một số địa phương như là Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hay là đối với tỉnh Bắc Giang. Các địa phương này để đạt được với mức giá 56.000 đồng trên 1 kg hầu như cũng khá ít, mà chỉ diễn ra đối với những đàn heo chọn loại 1. Một số địa phương ở khu vực vùng cao như Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai hay là đối với tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay, phần lớn dao động trong khoảng 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Mức giá bình quân trong ngày hôm nay đạt trên dưới 55.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí một số địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ, ngay như các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều nơi heo đẹp thì bán được với mức giá cao hơn 54 cho đến 57.000 đồng. Tuy nhiên mức giá 55 cho đến 57.000 đồng ở các tỉnh thuộc khu vực này còn khá ít. Khu vực miền Nam Trung Bộ có mức giá cao hơn, phổ biến trong khoảng 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó các địa phương như là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn đang duy trì mức giá cao. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay nhiều nơi có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg, tức là có xuống giảm nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua, cao nhất cũng chỉ đạt 54 đồng cho đến 56.000 đồng. Và đặc biệt theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk là hai địa phương có mức giá cao ở khu vực Tây Nguyên hiện nay. Tại các tỉnh phía Nam, giá hơi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có sự tranh lệch lớn giữa thị trường miền Đông và các tỉnh ở khu vực miền Tây phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, nhiều địa phương ở khu vực miền Tây Nam Bộ có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Số ít các tỉnh có mức giá cao 54 cho đến 56.000 đồng, chủ yếu rơi vào những đàn heo đẹp ở các địa phương như là Tiền Giang, Long An hay là quanh Đồng Tháp và tỉnh An Giang. Tuy là ngày giảm tháng riêng, sức tiêu thụ có cao hơn so với những ngày bình thường tuy nhiên giá hơi trong ngày hôm nay vẫn chưa thấy cho dấu hiệu khởi sắc. Và cụ thể, theo ghi nhận trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, Hà Nội đang phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên giao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá giao quanh 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay, giao động trong khoảng 55 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh là địa phương vẫn duy trì mức giá ổn định và cao, phổ biến mức giá 56 cho đến 58 000 đồng. Ninh Bình 54 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Nam Định trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 55 cho đến 57 000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá giao động 56 cho đến 58 000 đồng. Trong khi đó một số địa phương như là Thái Nguyên phổ biến mức giá 54 cho đến 56 000 đồng. Vĩnh Phúc và Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu chiêm hóa của tỉnh Tuyên Quang có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó Cao Bằng dao động 52 cho đến 55.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg nhiều hộ chăn nuôi báo giá khổ cao lộc của Lạng Sơn đang giao động trong khoảng 55.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Tuyên Quang, giao động trong khoảng 52 cho đến 56.000 đồng. Yên Bái trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu bảo thắng của tỉnh Lào Cai đang duy trì mức giá như vậy trong khi đó, hai địa phương Lai Châu và tỉnh Điện Biên có mức giá cao hơn, phổ biến 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Sơn La giao động trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, nhiều nơi ở tỉnh Hòa Bình chỉ báo giá giao quanh 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn một giá so với ngày hôm qua. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay có sự tranh lệch giá khá lớn như Thanh Hóa trong ngày hôm nay báo giá giao quanh 50 cho đến 57.000 đồng. Đặc biệt, một số huyện ở khu vực miền núi duy trì mức giá cao 54 cho đến 57.000 đồng như Thọ Xuân, Ngọc Lạc hay là đối với Yên Định, Cầm Thủy. Trong khi đó, một số huyện ở khu vực đồng bằng có mức giá thấp hơn như là đối với Hoàng Hóa, Quảng Sương hay là đối với huyện Tĩnh Sa. Nghệ An phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh nhộ chăn nuôi báo giá 53 cho đến 56.000 đồng. Quảng Bình 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị trong ngày hôm nay có mức giá bình quân trên dưới 55.000 đồng. Trong khi đó Huế giao động 53 cho đến 56.000 đồng. Các địa phương khác ở thị trường miền Trung như Đà Nẵng giao động mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Ngãi cũng có mức giá tương tự khi nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Nghĩa Hành của tỉnh Quảng Ngãi chỉ có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác thậm chí còn có mức giá thấp hơn như khu vực Sơn Tịnh, quanh thành phố Quảng Ngãi có mức giá 55.000 đồng, Bình Định 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, Phú Yên phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng, Khánh Hòa giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Ninh Thuận giao động 54 cho đến 56.000 đồng, Bình Thuận phổ biến mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, một số địa phương có xu hướng giảm như Gia Lai phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Quantum Tum giao động 54 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương là Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay có mức giá phổ biến 54 cho đến 56 000 đồng. Đắk Nông giảm 3 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số tỉnh ở khu vực phía Nam như là Đồng Nai phổ biến mức giá 53 cho đến 56 000 đồng. Nhiều nơi báo giá khu vực gia kiệm của tỉnh Đồng Nai có mức giá bình quân 55 000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 53 cho đến 56.000 đồng và địa Vũng Tàu có mức giá cao hơn trong ngày hôm nay dao động 54 cho đến 57.000 đồng Bình Phước 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg Bình Dương 52 cho đến 55.000 đồng Tây Ninh trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg các tỉnh ở khu vực phía Nam duy nhất chỉ có hai địa phương là Long An và tỉnh Tiền Giang vẫn duy trì mức giá cao dao động trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng các địa phương khác có mức giá khá thấp như Bến Tre phổ biến mức giá 50 cho đến 54 000 đồng. Trà Vinh trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 51 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Bạc Liều và Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54 000 đồng. Vĩnh Long 50 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ dao động 51 cho đến 54 000 đồng. Đồng Tháp 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Cà Mau, Kiên Giang, giao động phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, sau vụ gia tăng sản xuất, phục vụ nhu cầu dịp tích nguyên đán nhâm dần năm 2022, thời điểm này các doanh nghiệp, hợp tăng xã, trang trại, các hộ chăn nuôi đang đẩy mạnh quá trình tái đàn, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát, cơ quan chức năng, các ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng trong quá trình tái đàn, chủ động phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết trong thời gian tới là nâng cao năng lực sản xuất giống tại chỗ và kiểm soát chất lượng con giống gia súc đối với sản xuất. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.